Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tối 22 tháng 6 vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp cùng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt thân mật với hơn 100 nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi gặp còn có đại diện của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện một số doanh nghiệp hội viên Hàng Việt Nam chất lượng cao. Tại buổi gặp mặt, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời tri ân đến các nhà báo, phóng viên, đồng thời khẳng định vai trò tầm quan trọng của báo chí trong việc đẩy lùi nạn thực phẩm bẩn, hướng cộng đồng đến những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xanh, sạch và an toàn. Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, y tế, xã hội tiếp tục đồng hành để mang đến những thông tin hữu ích, thiết thực và đa chiều, để từ đó thúc đẩy doanh nghiệp trong việc sản xuất hàng hóa đạt chất lượng cao hơn, giúp quảng bá thương hiệu và chinh phục người tiêu dùng.